chim trà mèo vào trong lục giác chim. Chim trà mèo đang ở bên lòng to, bây giờ ta sẽ dụ cho nó bay qua bên cái lục nhỏ. Không thấy ta, thường vậy là nó tự bay vô à? Chim mình làm to, bên đây là 7 gác chim và cách cho nó đi qua là không có dùng tay bắt mà sẽ mở một cái cửa cho nó bay qua. Cái mở cửa sẽ dụ cho nó bay qua bên kia. Chim này là chim chào mèo, loại chim phổ biến ở Đông Nam Bộ. Ngồi ở bên này đó, thấy rõ cái cửa bên kia, chỉ cần nó bay qua là nó sẽ qua phía bên bay. Và đây là chim mồi, dùng để bẫy những chim khác. Cái này là còn hơi nhát thôi. Thì như con muốn người ta là nó dạng. Thấy là nó sợ bãi kia. Đã nằm trong bẫy rồi và nó là chim mồi. Rồi, như vậy là chim mồi đã nằm trong bẫy, sáng ra sẽ đi bẫy chim chào mèo thôi.